Chào các anh nhé, hôm nay em xin giới thiệu đến các anh một cái set combo gồm một chiếc bật lửa Zippo chính hãng Mỹ, một chiếc bút làm từ gỗ huyết long và một vỉ đá Zippo chính hãng. Đầu tiên là em xin giới thiệu qua về cái Zippo. Đây là một chiếc Zippo rất là nổi tiếng, được bán rất là chảy tại Depop. Zippo Winprop Lighter. Đây, cái chủ đề của nó là Winprop Lighter, được khắc sâu vào, mặt sau thì được làm trơn. Con này thì làm từ đồng phối 100% và có cái âm thanh rất là hay nhé, âm rất là hay. Đó, chất liệu của nó thì là bằng từ dòng 100%. Đây là hàng chính hãng Mỹ, anh em nhìn quan sát kỹ nhé, đáy bằng này. Và thứ hai là cái chiếc bút huyết long. Huyết long từ lâu được xem như là một cây gỗ phong thủy mang đến cái tài lộc cũng như là sức khỏe cho anh em. Chiếc bút này thì có mùi thơm rất là dễ chịu. Và sử dụng thì mình rút cái nắp này ra thôi. Đây, rút nắp ra này. Và thứ ba là một cái vỉ đá 6 viên của hãng Zippo luôn, 100% của hãng Zippo. Thì cái combo này em bán giá rất là rẻ, chỉ là 1.600.000 đồng cho ba cái món này. Đây, hộp rất là đẹp, có hộp nhung, nền nhung này, rất là đẹp. Bác nào có nhu cầu quan tâm hãy comment số điện thoại để em tư vấn thêm nhé.